Siêu âm tránh đen là mình thấy siêu âm phần gan tại có khối u, có mạch máu nuôi, có ưu thế. Thế bên này màu sắc nó rực rỡ, bên kia màu sắc nó homogeneous, đúng không? Thì chứng tỏ mình chỉnh cái gì nó ra được vậy. Tìm cái hướng dòng chảy, ví dụ vậy. Nếu hướng dòng chảy đây là màu xanh hay đỏ thì mình biết được. Thế này em trả lời câu hỏi đó là để biết là cái này nó hiểu toàn bộ đúng không? Nếu nghĩ toàn bộ là có thể là do thang màu nó sẵn. Như vậy chúng ta đẩy thang màu cao thì nó đồng nhất thôi. Đó là một ý thôi, chưa nói lên được ý gì khác. Thứ hai là phương dòng chảy. Thứ ba là nói cái tính tortuous, nghĩa là tính xoắn. Thì tĩnh mạch có cái gì xoắn? Thì nó xoắn là động mạch thôi, đúng không? Như vậy đây là một khối u lớn mà mạch máu nó hypertrophy, có nghĩa là nó bự lên, nó phi dài ra mà nó xoắn, nó twist. Như vậy là tính này là khối u dầu mạch máu. Nếu u dầu mạch máu ở trong gan thì chúng ta nếu họ mở rộng là có thể là HCC, đúng không? Thì thường nghe hemangioma thường nó là tốt, nó thường chậm, nó dòng chảy rất chậm, không bao giờ biết gì. Nãy giờ mình đã nói nếu mà nó cao nữa thì sao mình thấy được. Mà nếu không HCC thì could be là FNH. FNH thường sẽ có một nét ưu thế. Nó có thể nói vậy thôi, nhưng mà có nghĩa là từ em thấy mắt vô cái khu hình trắng đen có nghĩa FNH không? Ví dụ này, hình trắng đen khác xin xin. Nó mới là cái hay của siêu âm, nó không có một cái formula nào cả. Trên từng cái mình lo nó lại, mình giải về bản thân. Nhưng mà về màu không thì rõ ràng hai hình này khác nhau chủ yếu là do scale màu. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng ra thêm nữa, mà ví dụ tính mạnh không thì nó sống như vậy, nó tiết như vậy, đúng không? Câu này thì ví dụ hỏi thì hồi nãy giờ trả lời được chưa? Hay là rớt cho mình? Bình tĩnh nhìn vào phân tích, người ta chỉ cho hai hình khác nhau thì mình có thể trả lời được nếu mà mình hiểu quá. Nhưng mà ngược lại cũng ý như cái hình này, nhưng mà cái hình ảnh, cái ảnh nhiễu này nè, nó không phải toàn bộ mà nó một dot, nó là focal aliasing, đúng không? Nó là một điểm vượt hướng thôi thì không phải là scale mỏng, hiểu chưa? Sau đó mình trình bày nó, mình ứng dụng cái thực tế mình thấy nè. Sư ông Cao Lơ cho mình chẩn đoán bệnh gì? Bây giờ mình nói về trắng đen chứ. Học trắng đen không thì cũng được. Dạ anh thấy phùng thận, bể thận này nó bất thường. Bể thận này có vẻ bình thường. Nếu bất thường mà nó đồng nhất dày vậy thì em nghĩ đó là anh em nào u cơ mở mạch, đúng không? Nếu nó có việc gì nữa, ví dụ mở trong bể thận vị trí này nó bất thường, đúng không? Rồi cái thứ hai mình giờ mình nói tới mặt, mình học về thế nào, mình nói tới màu. Cái này có thể có màu và có thể không màu, đều là AML, có thể hiểu không? Nhưng ta biết bản chất AML nó không khác gì hemangioma. Nếu có dòng chảy ưu thế thì một tốc nó cũng không quá cao, và dòng chảy nó không chaos, cái này là không có náo loạn giống như một cái RCC. Như vậy là mỗi thông tin thầy chỉ nói để gợi ý cho tụi em phải ráp nhiều cách để mình hướng đến cái điểm đó nó nhiều nhất, chứ không phải một dấu hiệu để khẳng định. Trắng đen này, màu nè, đúng không? Ví dụ như trên thân mạng, màu ở đây cho em nó mình để trong thận của 18. Nãy giờ em thầy nói với tụi em có để nhiều khi không để à, cái dòng chảy cũng như vậy mà nó có tín hiệu như vậy thì sao, chưa nói về đặc tính của màu. Doppler tĩnh mạch thận hôm qua kia mới dạy, đúng không? Đây là mạch chủ bột, đây là mạch mạch treo tầng trên, rõ ràng phía sau là động mạch thận trái. Đây là tĩnh mạch thận dẫn lưu. Cả trắng đen này, cả tĩnh này là đoạn tĩnh mạch thận.
và mình bắt đốc lên cái mặt thần mình thấy dòng chảy very high, rất cao, rất cao. Tôi dám cái những cái bài như thế này chưa có hội thảo nào, hội nghị nào, thầy nào đứng ra và nói phân tích cho người anh rồi. Dòng chảy gây rõ ràng để góc cho tốt luôn, góc xịn đàng hoàng, góc dưới 60 độ đúng mình học. Dòng chảy trên mặt thần lên gần tới 90%, và chút xíu gì vô trong dòng chảy là turbulent, để thường dòng chảy đúng không? Ngay cả trong tĩnh mạch chỗ dưới cũng 3 pha đúng không? Hoặc là tĩnh mạch chỗ ngang 1, 2, 3, 1, 2, 3, hoặc ngược lại 2, 3, 1 dưới. Nhưng mà đâu có dòng chảy kiểu này. Như vậy trắng đen cũng thấy bất thường, khẩu kính giãn to quá, màu bất thường, náo loạn, dòng chảy phổ bất thường. Chỉ vậy thôi, biết bất thường thì nó là đây là dấu hiệu gián tiếp của bệnh lý gì nó nằm ở trong thận, mà nó đưa về cái dẫn lưu quá lớn. Hiểu ý lý luận không? Thì đây là một cái AVF trong thận, nó như nó đổ ra ngoài quá lớn, đổ ra ngoài qua một kia nó thoát ra kịp, nó phì rồi. Nhưng mà dòng chảy mình thấy được. Nên trong một cái hình như vậy thôi, nhưng mà mấy bạn thấy rất rất nhiều cái muốn không phải học một lòng nữa. Thầy diễn giải cho tụi em hiểu có nghĩa là khi tụi em làm đúng không, là mình phải phân tích, interpret, phân tích từng dấu hiệu được kết hợp rồi mới ra được đáp án. Niệm này lần thấy thì nên nhớ cũng được, thế mà sau đó cứ không phải lý rồi nhớ mà. Cái này cũng, cái hình này cũng hay, cái này chưa có, cái này nằm trong sách của hai. Nhận định trắng đen chứ thấy vị trí để đầu dò dạy dưới sườn chết lên, gợi ý đây là tĩnh mạch trên gan trái, tĩnh mạch trên gan giữa, và đây là tĩnh mạch trên gan phải. Trên gan phải đổ chung ra đây, cái này đổ đây, ở đây bị nghẹn, thấy nó đi đúng không? Bất hiểu gì hay không? Ngày trong sách thôi, cho mấy bạn thi cho nó hấp dẫn, thi đồ mới đi cho nó ngon. Hình này để cho mấy bạn thấy nè, thi nè, thi bằng cái này đàng hoàng thôi, nó nói mình ăn hiếp đó. Cho coi một cái clip ngày này thi đồng bọn được không, tranh luận ghê lớn, không ai đồng ý gì ai hả nè. Rõ ràng là không cần biết, nhưng mà rõ ràng trong cái này là quá bất thường, nhiều điều quá bất thường đúng không? Thì muốn nó bất thường, thứ nhất màu bất thường, hai dòng chảy bất thường, ba khẩu kính bất thường, bốn vị trí bất thường. Thì nếu trong tình huống này thấy nó tùm lum vậy đó, mình làm gì? Đầu tiên thao tác đầu tiên trong thận này, đầu tiên là làm gì? Em nhìn bất thường như vậy mà mạch máu nhiều quá thì em phải khuyên hướng tăng cái scale màu cao nhất có thể để em dẹp hết tất cả, em coi cái gì nó lộ ra, hiểu không? Ở đây mình để cái thang màu 29 thì em tăng lên nhanh 100 thì thằng nào dưới 100 biến mất, tại ta bắt con cá to, loại ra được con cá to. Bắt đầu gợi ý suy nghĩ mình là gì, hiểu chưa? Còn mình thả một cái lưới cá to cá nhỏ, cá nào mình cũng mắc hết, chẳng phân biệt cái gì trong đó, nó mới là thôi. Không trả lời gợi ý đi ha, chưa không biết mà. Rồi điều chỉnh thiết bị ra sao, mấy cái này dễ mà đúng không? Mô tả hướng dòng chảy của tĩnh mạch cửa trắng, thấy chưa? Thực tế là mình làm nhìn vô thang màu bên này, đây là gan, đây là tĩnh mạch,
cửa. Cửa ở chỗ này should be là ligamentum teres, cái chân trọng, đúng không? Trong tình huống này nó thấy gan sơ sơ dữ, thông thường nó recanalize umbilical vein và tái lập tuần hoàn rỗng. Trong trường hợp này mà mình lại không thấy tái lập tuần hoàn rỗng, để đơn giản thì nó chạy ngược dọc. Đỉnh mặt cửa trái thay vì đúng ra là màu red, màu đỏ, nhưng này blue, đúng chưa? Trong vậy chứng tỏ bệnh nhân sơ gan rất lớn mạnh. Nếu tụi em mở rộng ra học, đánh giá những tiêu chuẩn cấp lơ dành cho tiêu chuẩn cấp lơ mà bệnh nhân nào được ghép gan thì đây là những cái mà em phải làm. Thật sự làm về kỹ thuật hiểu bắt phổ lý luận. Hát vô lần kia. Rồi, hôm nay cái gì? Nhìn vào bên đây, đây là một cái vùng của đầu mặt lắm. Nhớ không? Rồi, rồi, nhìn đây, Doppler chỉ điểm gì? Nên tụi em bao giờ bắt đầu bằng trắng đen, thầy đưa cho tụi em trắng đen. Trắng đen nó vậy, đúng không? Gan sơ teo, gan trái còn chút xíu mình để ra bên trái. Đằng phía sau gan trái thì thêm thấy mạch máu giãn. Bỏ lên thực sự đây là collateral tuần hoàn mạch hệ trong sơ gan. Thấy hả? Nhưng mà nhìn vô thì thấy ghi ghi. Rồi. Hai phổ này khác nhau là do chủ yếu. Thấy chưa? Khác nhau rồi. Dạy rồi đó. Khác nhau là do gì? Đầu tiên cứ theo thứ tự. Chúng ta cứ theo thứ tự. Khảo sát cái gì? Đúng không? Đồng bài chung một. Màu, góc, ok, ok. Xuống phổ, hướng chảy giống này, ok. Chỉ khác nhau tinh mắt chút. Một cái là RI khác nhau, phổ khác nhau. Cái này là ba pha lưu vi kinh, đúng không? Ba pha lưu vi kinh. Cái kia là proximal, đúng không? Ông mà chú đụng lần gần và đằng xa, thái khác nhau gì thôi. Không thấy hả? Bữa hôm thầy bắt rồi mà. Đây là bắt cái đoạn gần, cái đoạn trước thận, đúng không? Cái này là làm xa là distal là phía xa thì nó ra giống như động mạch chậu vậy đó. Tờ để vậy vậy gửi vậy mà không nhận ra luôn. Sao xuống núi hay xuống đại quan trọng thần thái xuống mà xuống xuống đại đời sẽ dạy mình cái nha. Hai cái này màu khác nhau là do thật lý luận đó. Cái này là cái chip thì đặt rồi đó, thông nước cửa chủ đặt stand rồi. Bây giờ mình bỏ vào hai này khác nhau là do gì? Cùng một mình máu tất cả giống nhau hết, sao nó khác màu? Không trả lời nghe, tự suy nghĩ. Tĩnh mạch chủ dưới to là nguyên nhân gì? Rất là nhiều cái mình phải học. Siêu âm gan, cái này có trong cuốn Atlas à. Thì cái đó là không biết là mua sách về đốt ngủ luôn. Hình trong sách à. Siêu âm đất lơ thần cảm nghĩ. Hình trong sách luôn, mới cuốn này chưa ra. Thầy đưa ra để có nghĩa là nó giúp đỡ tụi em cái gì á. Rồi, tần suất ung thư thận xảy ra nhiều nhất đó là cái gì ạ? LCC, đúng không? Mà LCC thì sao? Dầu mà nó, mày có miếng nào đâu?
ý là vậy. AML được không? Dạ được, nhưng mà nó không vừa. AML đa phần nó là gì ạ? Anh không dày rộng nhất, bờ rõ, nó không có lộn xộn lộn nhũng gì đâu. Đúng không? Mà biết có lộn xộn lộn nhũng vậy. Cái này chắc chắn ác tính. Rồi, tần suất thứ nhì của hệ điều ngoài RCC là gì ạ? TCC. TCC thường xuất phát bể thận ít khi mà sống ở ngoài ngoài vỏ thận như thế này. Cái này nó bao quá. Thực sự đây là lymphoma thận. Hay không? Trong này mà xuống một núi rồi bổ tay. Dạ, em nào cho thầy Dương, em chẩn đoán này lymphoma thận. Nhưng mà nhớ mình nói mình nghe đừng bỏ tên tôi vô là được rồi. Được chưa? Đây, cấu trúc này là cấu trúc gì? Cái này nó hay ở chỗ là nó giống như thế. Rồi bên kia là cái lắc. Vậy cái này là cái gì? Khi thấy lắc cũng to, cái này nó là một cái tuần hoàn bằng hệ. Đúng không? Nhưng nó khác nhau mà muốn nói cho các bạn ở đây là cái này nó nằm trong dạ dày, nó là tĩnh mạch phình vị. Sự gạt suy tiêu hóa là do vỡ tĩnh mạch phình vị là cái này. Nên khi siêu âm mấy bạn nhìn một số tình huống nhìn được tĩnh mạch phình vị nó nằm bên trong dạ dày. Có mấy cái trúc thầy quốc thầy nói khi thầy phân tích về tuần hoàn bằng hệ, những cái tuần hoàn bằng hệ trong bệnh lý sơ gan nguy hiểm là nằm trong lòng ống tiêu hóa. Chứ là ngoài mấy em nhìn nó to, thậm chí to như con cái vậy chứ nó không chết. Trời nó hay lắm, tuần hoàn bằng hệ đó một cái tự nhiên con người mà nó sẽ biến mất. Nó tự nó thay trong hệ thống, nếu mà nó adapt, có thể nó thích nghi được thì nó sẽ thích. Nếu cái nhà, cái cuộc sống mà nó bẹo bẹo, người cũng queo mà người ta không bị gì đó. Để qua từ từ nó thích nghi, nó vẫn survive được. Hiểu ý? Thì cái này nếu mấy bạn thiếu âm vô tình thấy, mấy bạn có thấy cái này nó nằm trong dạ dày, ngay trùng hàm, gắn trên mặt phần vị, sơ gan trong dạ dày. Mình cảm gì ạ? Còn mặt chú bột ơm, thịt ơm nhiều, nhiều, nhiều này. Tiếp phục. Mô giải dòng chảy tĩnh mạch cửa. Nhiều khi tụi nó nhìn nó cũng chưa biết cái tĩnh mạch cửa nào nữa. Có ra không? Ý là dòng chảy ngược đó. Nó là màu xanh, nó sẽ ra khỏi tĩnh mạch cửa. Và thứ hai nhìn cái này là cái thấy dưới không? Dưới đường đẹp không? Đấy chưa? Nè, một trong những cái mấy bạn mới học mấy bạn hay bị sai lầm, mấy bạn nhìn đây, nếu mà chất đen thông thường mấy bạn thường thì mấy bạn sẽ thấy cứ tưởng cái này trong trường hợp cái máy này thật sự cái vách mà nó phản âm dày như thế này, lưỡi nhìn y chang cái này, thì cái đen thận nó vỏ rất là mỏng, nang ngang vỏ rất là mỏng, không bao giờ phản âm dày sắc nét. Khi mà nó phản âm dày sắc nét, câu chuyện chúng ta là gì ạ? Coi chừng túi phình. Nó chứa máu y chang cái nang ngang, cái nang thận đó. Thì đây là cái túi phình, hiểu không? Thì chỉ cái sắc nét ở đây là để em thấy nó dày mà nó dày. Dù một hai ly rất sắc nét. Nhớ chưa? Nhìn ở trong thì nó là máu là dịch thì y như cái nang ngang, cái nang thận nữa. Vậy ha? Đây là một cái AVS các bạn thấy không? Cái hình ảnh này nói được cái gì ạ? Mấy bạn thấy dòng chảy cực cực cao, đỉnh lâm thu gần 400 cm trên dây, làm gì có một cái học nào mình học đúng không? Mà mạch chú bụng mình chưa được 100, mình tới đây nó xì lên tới 400. Ý thế nhé. Khi mấy bạn đắp lên mấy bạn nghe giống như là tiếng thủ rộng năm rộng qua lâu tay. Thứ hai mũi tinh xanh là gì? Endastolic cuối tâm tư cũng quá trời cao luôn, gần 200. Vậy LI này cực kỳ thấp, LI thậm chí dưới 50%, thậm chí 300 mấy, thậm chí 200, đúng không? Vậy cái này là LI thấp, nhìn cái phổ này là phổ
bằng đức năng, hiểu không? Vận tốc cao vì nó chui qua lỗ đỏ nó cực kỳ cao, nhưng mà thổi qua đâu mà thổi qua tĩnh mạch nên nghe rồi nó phải thấp. Thấy chưa? Mấy hình này là năm ngoái là thiên chung đó, năm nay thiên chung cũng giống giống vậy đó. Thì đưa ra mỗi cái căn sàn rồi cùng nhau thảo luận rồi một người chọn một cái bánh. Mấy anh nhìn vô đây có một tổn thương rất nhỏ đúng không? Nhưng rõ ràng cho mấy bạn xem là tôi sử dụng siêu âm vi mạch RS8 lần, các bạn thấy cái mạch máu rất rõ, rất đẹp. Đây chỉ là một cái bướu máu thôi. Siêu âm vi mạch dùng cho mạch máu cực kỳ nhỏ, dày dặn. Nhưng mình làm siêu âm thường mình không thấy. Tại sao? Một là thấy thì nó nhiễu, tại vì nó không có lọc được, hiểu không? Còn hai, nếu mà thấy được thì vận tốc nó cao. Rồi, mình thấy đề đang nói cái 20 câu cơ bản cho nhóm là xong. Đề thi vậy hay không? Cho lắc đầu. Hay là hay, còn làm không được là có chuyện khác. Chứ làm không được là không hay. Làm gì có chuyện không? Sao? Thay đổi không? Một sự im lặng khác sợ. Bây giờ đang mệt thì giảng bài cho nó cái gì? Giảng xong là lên nằm luôn. Rồi qua.